Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị, chúng tôi thực hiện chương trình niệm Phật chứng minh nhằm để hành trì pháp môn tịnh độ của Đức Phật A Di Đà và tuyên dương chánh pháp của Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo. Ngoài hai thời công phu và niệm Phật, trước hồng ân Tam Bảo, quý vị mở chương trình niệm Phật chứng minh hầu trợ giúp quý vị lúc nào cũng nhớ Phật và niệm Phật. Kiếp hiện tiền được vượt qua nghiệp chướng bệnh tật, kiếp tương lai sanh về cực lạc. Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết, mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Kính chúc quý vị nhất tâm theo câu niệm Phật, tinh tấn hành trì, đạt được thanh tịnh an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dường. Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng nghĩ,
thoát mê đồn, dứt cuộc luân hồi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật cho rành, đặng thấy thần tiên. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Đừng khi nhà lá một căn mà biết niệm Phật sao bằng bạc. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật từ bi. Ở bên thiên trước chứng tri lòng này. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Đêm ngày tưởng ơi Phật cho thường, phải ráng lo lường kim chỉ từ đây. Nam mô A
Phật, Nam Mô A Di Đà 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 Phật. Làm Phật nhi phải ơi được lòng thành thì mới đặng giảng sanh cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, dòng dẹp được lòng sâu, sao thấy được nhà tiên cửa thanh. Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nghe điên dạy sau này thời thanh, ơi đây chỉ đường cực lạc giảng sanh. Nam Mô A Di Đà Phật.
mới được sống coi tiên thanh. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Được thánh thời nhờ chữ Nam mô, khuyên bổn đạo ráng mà trì chi. Trong những ai biết niệm Di Đà, lại được gần bể Ngọc Mi Long xa, coi chư quốc tranh giành châu. Nam
cõi hạ giới rồng mây chơi dần. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Muốn tu hành thì phải ơi cần chuyên tưởng nhớ Phật chớ nên say bụi. Phật xuống miền dương thế. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Tìm cực lạc đây rành đường ngon, hãy mau mau tu tịnh mới màu. Tận thế gian còn có bao lâu mà chẳng chịu làm tròn nhân đạo. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Chư lục tự trì tâm bất diễn, thì lâm nguy coi kẻ cứu mình. Ai lòng nhân hoặc chép hai in mà truyền bá đặng nhiều phước đức. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Ráng trì nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp, việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành cầu linh hồn cho được giảng sanh. Đây chỉ rõ đường đi nước bước. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Niệm Phật nào đời mùi hương,
miễn tâm thành kinh tòa chương cùng gần. No.
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Đức Di Đà Như Phật Tổ ngóng mơ trong, chờ dân chúng tìm nơi diệt khổ. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Muốn niệm Phật chẳng cần sớm ghi vào lòng sao chữ Di Đà, thì hiền lương quên mất điều ta đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Việc vui sai mèo mả đâu đâu, hãy dẹp gác nhớ câu lục từ. Nam
định với câm sửa tâm ô tạp niệm Phật thì giờ phải dẹp lòng ta. Nhớ từ bi hai chữ ngâm nga, dầu làm lung cũng là trì chi. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Gắng công trì niệm sớm khuyên, thân tuy còn tục như tâm liền cõi mê. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Lời Phật thuyết ta xin nhắc lại, ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Có bao người xét cho tốt cho, tình độ vui, tình độ nhàn vui. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Dứt mê tâm, dứt điều hờn ghét, ráng cần chuyên niệm Phật làm lành.
thường như trao dồi chí hướng cao thanh, cho khỏi thẹn con lành Phật giao. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Muốn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kéo phụ Phật xưa. Lòng từ bi chẳng hoàng nắng mưa, sông thuyền giác rước đưa sanh chung. Kính thưa quý vị, chương trình Niệm Phật Chứng Minh phần 1 đến đây tạm dừng. Kính mời quý vị thưởng thức tiếp phần 2. Kính chúc quý vị thân tâm an lạc, đạo quả viên dung. Nam mô A Di Đà Phật.